Quang Huy xin kính chào các bác. Ngày hôm nay em xin tư vấn với các bác chủ đề xây tường hai lớp cách nhiệt, lựa chọn đúng đắn. Trong những ngôi nhà hướng Tây, việc không áp dụng tường hai lớp tưởng như việc mở cửa cho nắng nóng thâm nhập tự do. Một lớp tường hai lớp được xây từ lớp ngoài và lớp trong, với một lớp cách nhiệt chứa đựng giữa hai lớp tường. Độ dày của tường hai lớp thường ở mức 330 hoặc tùy thuộc vào độ dày của lớp cách nhiệt được sử dụng. Khi ánh nắng chiếu qua tường ngoài, nhiệt độ được hấp thụ bởi bức tường đầu tiên. Lúc này, lớp tường cách nhiệt giữa hai lớp tường chính là vật liệu chuyên dụng hoặc không khí giúp ngăn chặn nhiệt độ từ việc truyền sang lớp tường bên trong. So với tường một lớp 220, tường hai lớp có sự khác biệt vì chúng không xây dựng thành một khối đồng nhất mà là hai lớp tường cách nhau. Tuy nhiên, việc xây tường hai lớp thường tốn diện tích và tăng tải trọng cho ngôi nhà, do đó cần xem xét cẩn trọng để chọn giải pháp tối ưu phù hợp với công trình. Hiện nay, chúng tôi cung cấp giải pháp tối ưu nhằm giảm nhiệt độ, giảm tải trọng cho công trình và tăng diện tích sử dụng thông qua việc thi công tường Acotec, ALC và EPS. Nếu quý vị cần thêm thông tin và tư vấn chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi để có thể giải đáp mọi thắc mắc một cách cụ thể.